chiếc kệ do bạn ra nhà em làm từ gỗ hương đá, giá chỉ có 7,5 triệu đồng cho mẫu kệ dài 2,6 mét như trên màn hình này chị em đang xem, với chiều cao là 73 cm và chiều sâu là 43 cm. Và toàn bộ chiếc kệ TV này được làm từ gỗ hương đá tự nhiên, 100% gỗ hương đá. Nếu anh chị em nào phát hiện bên phạm gia làm từ gỗ công nghiệp hay là dán vân, vẽ vân, tạo vân thì bên phạm gia tặng nguyên chiếc kệ như này để anh chị em sử dụng luôn, không cần thanh toán cho xưởng phạm gia nhà em. Mẫu kệ hay là thiết kế là 4 ngăn kéo đây, 4 ngăn kéo ở bên dưới nhé, và bên trên thì để phẳng. Anh chị em có thấy ngay đây là phẳng trang dài 2m6, thì anh chị có thể để những cái tivi cỡ 80 đến 100 inch, không lo giới hạn kích thước. Đặc biệt là cái phần bên trên thì phạm gia có lọc lựa gỗ, chọn những tấm ván liền nhiều vân, gỗ đẹp để phô diễn cái vẻ đẹp của gỗ tự nhiên. Bao quanh là khung tranh, khung tranh thì bên em làm rất là dày đây ạ. Các cái phần khung tranh này thì bên em làm xẻ được 6 phân thôi để đảm bảo có độ chắc chắn. Và trong quá trình sử dụng anh chị em có thể để loa, để tivi, để các cái đồ trang trí lên trên này, không lo bị giới hạn hay là sợ bị vọng sập. Còn phần bên dưới, vì tủ này không là kệ này không là các cái cánh tủ, thì phần bên dưới này thì bên phạm gia là các cái hộc chống. Hộc chống này thì anh chị em có thể để các thiết bị âm thanh rất là tiện và bố trí được nhiều đồ. Mặt tiền thì bên em làm các cái ngăn kéo trơn để phô diễn cái vẻ đẹp của vân gỗ tự nhiên, toàn bộ để trơn hết và đều lọc lựa gỗ rất là kỹ. Và một chiếc kệ tivi được làm từ gỗ hương đá tự nhiên như này, xưởng phạm gia giao đến nhà anh chị với giá của xưởng sản xuất là 7,5 triệu đồng với mẫu dài 2,6 mét. Và nếu phòng khách của anh chị phòng bé hơn, cần kệ ngắn hơn dài 2m4, 2m2 thì giá chỉ có 7 triệu đồng thôi, một cái giá vô cùng hấp dẫn và cực kỳ ưu đãi cho anh chị em khi xem video của xưởng phạm gia. Và nếu anh chị em quan tâm hãy để lại kích thước anh chị đang quan tâm trong cái phần bình luận và số điện thoại để bên em sẽ liên hệ tư vấn trực tiếp với anh chị để phục vụ anh chị một cách tốt nhất. Xin cảm ơn anh chị em đang xem video của xưởng, hẹn gặp lại.